Alo, chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với cái channel của mình. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại với anh em trên cái con game sóc đĩa nha, và chia sẻ với anh em cái cách thức đó mà mình dùng để mình có thể chốt lãi và bắt cầu kiếm tiền trên con game sóc đĩa nha. Ok, với số 49 củ 500 sẽ đánh như thế nào thì anh em sẽ cùng theo dõi mình nhá. Được rồi, bây giờ thì vào này. Tay này ra thứ tử này anh em ơi. Nào, để coi tay này mình đánh gì nữa anh em. Tay này để coi đánh gì nha. Tay này thì mình sẽ đánh một con chặn tiếp đi. Vừa ra thứ tử chắc là khả năng là đi chặn sẽ cao hơn. Thì để chặn sẽ cao hơn nên là sẽ là 3M5 nha anh em nha. Quất luôn sợ gì đúng không? Ok, húp chặn luôn này anh em, được chưa? Được chưa? Tay này thì mình sẽ đánh một con chặn tiếp anh em, được rồi. Sẽ gọi là 1M nha. Đó, tay này vào 1M, rồi nốt tay này mình sẽ vào tay công thức nha anh em nhá. Nào, để coi nha anh em nhá, để coi tay này ra gì này. Má, ra này mất rồi, rồi bây giờ vào tay công thức nhá. Đấy, anh em sẽ đi tìm cho mình những cái điểm hàng dọc. Công thức mình dùng rất là nhiều lần trên cái kênh này rồi, nhưng mà anh em thấy đấy, cái hiệu quả nó vẫn rất là cao. Đó, nó vẫn rất là hiệu quả đúng không? Ok, bây giờ thì triển này. Điểm hàng dọc sẽ có 1 2 3 nha, và chúng ta sẽ có một con 4 này, 5. Như vậy là 5, 5 mà lẻ đánh lẻ tiếp cho mình nhá. Đó, tầm này thì quất 1M rồi anh em ơi, không cần đánh nhiều nhá. Nào để coi. Ok, bú lẻ tiếp này anh em, có cái gì đâu đúng không? Nó lại là nhẹ nhàng luôn anh em ạ. Nó lại là nhẹ nhàng tình cảm luôn nhá, được chưa? Tiếp nào, bây giờ chúng ta sẽ có 1, có 2 và có 3, có 4 nhá. 4 là chặn thì đánh chặn cho mình. 1M đi. Nào để coi chúng ta sẽ có gì trong tay tiếp theo. Má, lại ra lẻ này anh em ơi. Tay này thật ra đánh chẵn là đẹp rồi đúng không anh em, nhưng không hiểu sao lại ra lẻ. Đó, thôi kệ đi. Lại vào tiếp này. Bây giờ là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, đó 5 thì đánh lẻ tiếp nha. Một M nha. Bú này, được chưa? Bú ngay chứ còn gì nữa anh em.
quá là đơn giản luôn đúng không? Giờ phải tập trung đánh lên 25M anh em ạ. Đó, lên 25M rút là hợp lý luôn đúng không? Nào bây giờ là mấy đây? Giờ chúng ta sẽ có 1, có 2 nhá. Và có 3 nhá. Có 3, có 4, tổng là 4 thì đánh chẵn. Đấy, nếu mà chuyển chẵn thì đánh nhỏ thôi, đánh 5 lít thôi. Và đây, để coi chúng ta sẽ có gì đây anh em ơi. Bú vẫn ra lẻ đấy, thấy không anh em? May là tay này mình còn đánh nhỏ đó, mà đánh to thì nó hoảng rồi đúng không? À, bây giờ là 1, 2, 3 nha. À, 4 nha, 4 là chẵn thì đánh chẵn cho mình. 5 lít, tiếp tục là đánh chẵn nhưng mà đánh 5 lít thôi nha. Má lại ra lẻ rồi anh em. Trời khó đấy nhở. Hay thôi nghỉ nhở. Cầu này thôi tôi nghỉ thôi anh em ơi. Chốt này cũng được rồi đúng không? Nói thật với anh em mà bình nhiêu tiền thì chốt bình nhiêu tiền được rồi. Đó 19M500, chốt lên được 22M2 cũng được rồi anh em ơi. Không đòi hỏi gì nữa nha. Đòi hỏi nữa là chết anh em ơi. Khó quá. Đó. Mình sẽ quyết định mình nghỉ nha anh em nha. Đó, anh em xem video của mình, nếu có cảm thấy video hay thì anh em đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.